khai mạc Festival Nông sản Sản phẩm ô cốp gắn kết du lịch Hà Nội năm 2022. Tối ngày 24 tháng 6 tại Sân Vận động huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Festival Nông sản Sản phẩm ô cốp gắn kết du lịch Hà Nội năm 2022. Chương trình do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Trương Mỹ tổ chức với mục đích nhằm đẩy mạnh hoạt động kết nối giao thương, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, dịch vụ du lịch, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phát triển kinh tế. Festival Nông sản, sản phẩm ô cốp gắn kết du lịch Hà Nội năm 2022 với quy mô gần 1.000 khu trưng bày chung và hơn 140 gian hàng trưng bày đa dạng các sản phẩm như các sản phẩm ô cốp, các nhóm thủ công mỹ nghệ, nông sản thực phẩm hay các sản phẩm làng nghề truyền thống, các vật tư nông nghiệp, ẩm thực tiêu biểu của các địa phương. Tất cả không gian đều được thiết kế đẹp mắt cùng nhiều tiểu khu, tiểu cảnh nhằm mang lại cho du khách những trải nghiệm thú vị nhất. Chương trình được kỳ vọng là cơ hội để các đơn vị tham gia quảng bá sâu rộng thương hiệu, sản phẩm, mô hình nông nghiệp gắn kết du lịch sinh thái đến khách tham quan, người tiêu dùng thủ đô. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu, bảo tồn làng nghề truyền thống, đa dạng hóa các sản phẩm ô cốp gắn với du lịch địa phương. Trong các ngày diễn ra festival từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 6 năm 2022, nhiều hoạt động bên lề cũng được tổ chức nhằm thu hút khách tham quan như biểu diễn nghệ thuật truyền thống và các trò chơi dân gian như đẩy gậy, kéo co, nhảy múa, bắt vịt, trải nghiệm tự làm sản phẩm ô cốp tại chỗ như đan nón, đan quạt, nặn đồ gốm, nặn tò he.